giới mà đi kèm với tà kiến, ví dụ như là cái vị đó ngã mạn, là ta giữ giới đây còn người kia không giữ giới, nó khởi lên cái ngã mạn đó thì là nó đi kèm với tà kiến đó, giữ giới, nhưng mà vị đó nghĩ rằng là chỉ cần giữ giới ta cũng chứng được niết bàn thì đó là tà kiến nặng nha. Hoặc là vị đó nghĩ rằng chỉ cần giữ giới này thôi ta sẽ chứng quả A-la-hán, ta sẽ trinh về được cõi phạm thiên. Vị đó có những cái suy nghĩ sai lầm như vậy, tức là việc giữ giới thì nó là cái tâm thiện dục giới, nó chỉ đưa lại những cái phước ở cõi dục giới, còn mình phải tu tập những cái tâm cao thượng hơn, cái tâm siêu thế thì nó mới đạt được những cái quả vị siêu thế. Nhưng mà cái vị đó nghĩ rằng mình chỉ giữ giới mình sẽ đạt được sự siêu thế thì đó là giữ giới đi kèm với tà kiến. Còn nếu mình biết là giữ giới này nó tránh những cái nỗi lầm và thành tựu được cái công đức ở cõi dục giới thì mình hiểu đúng cái sự thật như vậy thì là giữ giới đi với chánh kiến.